Vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được thông tin phản ánh của người dân tổ dân phố Vân An và tổ dân phố Phong Cốc, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào về việc công ty cổ phần Phú Lân 2 đóng trên địa bàn phường gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trước sự việc trên, nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về địa phương để tìm hiểu. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thanh Hải và Quang Tú tại thị xã Mỹ Hào. Sáng sớm, giữa buổi trưa, cuối giờ chiều, thậm chí khi màn đêm buông xuống, những ống khói này của công ty cổ phần Phú Lân 2 vẫn hoạt động hết công suất. Theo phản ánh của người dân, việc xả khói thải của công ty đã khiến cho cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở đây hoàn toàn bị đảo lộn nhiều tháng nay. Khu vực nhà máy đấy thì cách nhà tôi chừng khoảng 200 mét. Nhà máy là xả khói thải ra là khói rất là đen và có mùi khét. Từ đầu năm 2020, công ty về hoạt động thì với cái cuộc sống là bị đảo lộn, cái ô nhiễm môi trường, những cái khói đen nó tỏa ra về cái sức khỏe cũng đã bị ảnh hưởng. Nhà anh Chí cách công ty cổ phần Phú Lân 2 khoảng 200 mét, nhưng hàng ngày gia đình anh phải hứng chịu đủ các thứ mùi từ các ống khói này. Để hạn chế mùi khét và bụi từ phía công ty xả ra, cực chẳng đã, anh Chí phải cửa đóng then cài 24/24 giờ. Từ lúc công ty đi vào hoạt động, nhà tôi lúc nào cũng phải đóng cửa 24/24. Quần áo phơi ở ngoài là nhiều lúc là bụi bẩn nó bám vào rất nhiều. Cái mùi này thì rất chi là khét. Chúng tôi ngửi vào nó cảm thấy nó khô, nóng và nhiều lúc là ngửi lâu là ho và khó thở. Liên tục, lúc nào chúng tôi ngửi thấy cái mùi như thế. Mà ở cái thành cửa ấy, miết thế này thấy nó đen xì. Tại vì hàng ngày nó bâu bám vào đấy mà lại. Gia đình bà Ngọc nhận khoán thầu diện tích đất ngay cạnh công ty cổ phần Phú Lân 2 để làm trang trại. Những năm trước, việc chăn nuôi gia cầm, thả cá, trồng cây ăn quả là nguồn thu chính của gia đình bà. Nhưng từ thời điểm công ty đi vào hoạt động thì việc chăn nuôi của gia đình bà Ngọc gặp rất nhiều khó khăn do nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề. Trước kia thì vẫn thả cá bình thường nhưng mà bây giờ nước ở sông nó vào là chết hết cá, không thả được là phải khoan giếng công nghiệp riêng của gia đình. Nguồn nước là từ ở đây nó thải ra, từ ở cái nhà máy này trước nó có đen thế đâu. Qua tìm hiểu được biết, công ty cổ phần Phú Lân 2 thuê lại một phần mặt bằng của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Lever Việt Nam, đóng trên địa bàn phường Minh Đức và đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2019. Công ty Phú Lân 2 hoạt động trong lĩnh vực nhuộm và định hình màn tuyên. Ông Bùi Danh Cẩn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Đức cho rằng, những kiến nghị của nhân dân là hoàn toàn có cơ sở. Việc công ty Phú Lân 2 đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân phường cũng không nắm được. Chỉ khi nhân dân phản ánh lãnh đạo phường mới hay biết. Họ đi vào sản xuất đấy. Và khi bắt đầu coi như là ô nhiễm ra môi trường thì chúng tôi khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì chúng tôi mới biết được là Phú Lân 2 này về địa bàn Minh Đức, chứ còn chúng tôi không biết. Khi mà xả thải ra đấy, mùi thì rất là khó ngửi. Thế và cái hiện tượng là cá tét lập tức là bị choáng và chết nổi lên. Trước những phản ánh của người dân phường Minh Đức, đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào sớm chỉ đạo các ban ngành, cơ quan chuyên môn xác minh, tiến hành thanh kiểm tra công tác chấp hành bảo vệ môi trường của công ty cổ phần Phú Lân 2, sớm trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.